đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Sao Việt lên tiếng về hành động của bố mẹ Mai Phương, bảo mẫu bé La Vi lập tức khẳng định điều này. Mới đây, bố mẹ của cố diễn viên Mai Phương đã chia sẻ đoạn video dài 14 phút ghi lại quá trình buổi làm việc với luật sư để bàn về việc giành quyền nuôi cháu La Vi. Cụ thể, trong đoạn video, bố mẹ cố diễn viên Mai Phương đã thể hiện thái độ cương quyết trong việc đón cháu gái về nhà. Khi được luật sư hỏi về việc Mai Phương hay Phùng Ngọc Huy có ủy quyền nuôi bé La Vi cho hai chị em song sinh hay không, ông bà ngoại bé khẳng định hoàn toàn không có chuyện đó. Bên cạnh đó, bố mẹ Mai Phương còn đề cập đến chuyện tiền bạc nuôi dưỡng La Vi có nhiều uẩn khúc. Thậm chí, vì luật sư và bố mẹ Mai Phương cũng đã tìm sang hai nhà chị em song sinh chăm sóc bé La Vi, tuy nhiên đến nơi thì không gặp được. Bị mẹ Mai Phương tố bắt cóc bé La Vi, bảo mẫu song sinh lên tiếng. Thông qua mạng xã hội, cô cho rằng mọi việc sẽ được đưa ra pháp luật một cách đầy đủ, đồng thời chia sẻ lại bài viết của diễn viên Hạnh Thúy về hành động của bố mẹ Mai Phương. Vú nuôi của bé La Vi cho biết, em cảm ơn chị về mọi thứ, kể cả sự chia sẻ cảm thông hết mực trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Rồi mọi thứ sẽ được đưa ra pháp luật một cách đầy đủ, nguyện xin bình an cho cả nhà mình. Theo đó, diễn viên Hạnh Thúy, đồng nghiệp thân thiết của cô diễn viên Mai Phương, đã lên tiếng bên vực hai bảo mẫu. Cô viết trên trang cá nhân, mình không chia sẻ cái clip về luật sư ở Bình Dương phỏng vấn ông bà ngoại La Vi vì không muốn có phần cày view cho ông ta. Cũng phải nể vì ông ta chọn rất đúng đối tượng và sự việc để khai thác và có vẻ rất có hiệu quả. Sau đợt này chắc chắn view và share nhà ông sẽ tăng nhiều và ông cũng rất chuyên nghiệp khi biết tận dụng cơ hội để tiếp thị công việc của mình. Cũng không dám bình luận với ông bà ngoại vì không tiếp xúc nhiều, chỉ biết lần nào tiếp xúc cũng có cảm giác e ngại vì không hiểu sao ông bà cứ tạo cho mình cảm giác đó dù chưa bao giờ tiếp xúc trước đó. Chị nói về việc bà nói hai cô mi, nói hai cô lấy xe của con bà, lấy tiền của con bà. Và việc ông luật sư có vẻ rất cẩn trọng trong phát ngôn, nhưng những gì ông nói có vẻ rất nhân văn, như ông đã làm không đúng những gì sự thật đó. Hai cô mi không bắt cóc trái pháp luật La Vi vì hai cô có sự ủy quyền của cha La Vi và được phép nuôi cháu hợp lệ, có giấy tờ hợp pháp công nhận. Ông bà nói ông bà thương cháu nhưng suốt thời gian cháu ở với hai cô mi từ khi mẹ cháu mất đến giờ, trừ một lần ông đưa tiền lúc Phương mới mất, nói là để lo cho La Vi, nhưng cô mi không cầm. Đến giờ này, cái ông bà mang qua cho cháu là mấy tờ giấy A4 của tiệm photocopy của bà để cho La Vi vẽ. Lần nào qua thăm cháu cũng kỳ lạ, hoặc lén lút hoặc kéo cả chục người đến ngồi trong nhà cô mi. Đã ra Phường tố cáo cô mi vài lần về việc bắt cóc, nhưng Phường không can thiệp bởi đơn giản, công an họ quá hiểu sự việc và biết sự thật của những sự việc cũng như kết hợp sự quấy rối của ông bà với hai cô mi và gia đình nhân danh tình thương với cháu. Trong suốt clip chỉ thấy vấn đề tiền và tài sản được ông bà nhắc đến. Ông bà không lo cháu ăn ở ra sao, sức khỏe như thế nào, học hành, giáo dục. Liệu bạn có thấy vấn đề ông bà quan tâm là La Vi hay thực sự chỉ quan tâm đến tiền? Ông bà rất nhiều lần qua thăm cháu, chụp hình với cháu, đăng Facebook hẳn hoi, cười hí hởn với cháu và nói là cháu bị các cô bắt giữ trái pháp luật thì có quá kiên cường không? Ai lên Facebook cô Mi đều biết cô đã gắn bó với con như thế nào. Gần như ngày nào Facebook cũng nhắc lại ngày xưa của hai cô cháu. Từ khi con 1 tuổi đến tận bây giờ, lúc nào cũng yêu thương, vui vẻ, đến tận giờ vẫn vậy. Liệu bà không thấy vui vì cháu mình được yêu thương hay sao bà ơi? Và trước đó, cách đây vài năm, đâu ai biết Phương sẽ bệnh, sẽ mất, sẽ xáo trộn nhiều thứ như bây giờ, nên đâu chuẩn bị trước điều gì. Vậy thì, nhưng yêu thương đó thật lòng là cả một thời gian dài rất dài, không đủ để bà hiểu rằng cháu của bà được chăm sóc tốt hay không. Luật sư còn gửi giấy đến nhà yêu cầu cô My thả người và không được bắt giữ người trái pháp luật, trong khi cô hoàn toàn đầy đủ pháp lý nuôi dưỡng chăm sóc cháu. Luật sư kiểu gì mà không hiểu điều này? Điều cuối cùng là vì đang được ông bà nội giám hộ do bà ủy quyền, hai cô My chăm sóc, con khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.